Đây là chỗ ở của những cầu thủ trẻ câu lạc bộ Quảng Nam. Cơ sở vật chất phải nói là cũng hơi thiếu thốn, mong là thay đổi trong thời gian tới. Ở bên kia là cái lối ra sân đấy. Chỗ này là vệ sinh nhỉ, mình quay ít thôi, có nhiều quá là bị mắng. Cũng mong là sẽ có sự thay đổi, rất mong có sự thay đổi theo hướng tích cực trong thời gian tới cho cầu thủ trẻ của Quảng Nam bớt vất vả.